Bên mình sẽ mở hộp cái máy này. Đây chính là máy chụp cắt lớp mili A8 này, ở trong bao gồm phiếu bảo hành này. Khi anh em mua sản phẩm này thì được nhà mình bảo hành dài hạn anh em nhé. Sạc này, kèm theo đó sách hướng dẫn sử dụng, và bên mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em này. Với cái dòng sản phẩm này thì được nhà mình truyền tải trực tiếp những cái hình ảnh quân vị, quân bài, quân bao thuốc hoặc quân tre, quân đóm, nó đều có thể chơi được, hoặc anh em đánh tài xỉu bầu cua cũng được. Mình đã truyền tải tất vào đây rồi, nên em cầm duy nhất cho mình cái máy mili A8 này, đến sòng đến sới là giành chiến thắng 100% nhé. Thì cái máy này anh em không cần phải bát đĩa quân vị rồi, phải bát đĩa là hoàn toàn của người ta anh nhé. Đây, mình sẽ test bát đĩa qua cho anh em này. Bát đây, bát đĩa nó là xanh chín rồi, quân vị thì đây 52 lá bài, tí mình sẽ cắt một lá ngẫu nhiên này, bát đĩa nó không liên quan anh em nhé. Đấy, mình sẽ cắt một lá bài ngẫu nhiên này, mình giả sử ở trong sòng sới họ đánh quân bài, một lá ngẫu nhiên này. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, không ai mang bát hoặc là đĩa đi chơi cả. Và quân vị họ đánh họ góp vị là anh em rất khó đưa được vào. Đây là mẫu sản phẩm cuối cùng cái công nghệ của năm 2021 này, mình sẽ tập trung sản xuất đến cho anh em, chưa phân phối ra bên ngoài, nên anh em tay nhanh chóng gọi trực tiếp qua hotline để trên màn hình để lấy đồ và chơi anh em nhé. Bên sẽ khởi động cái máy lên này, anh em giữ nút nguồn cho mình 10 giây. Đấy, máy lên sẽ có tín hiệu này. Và cái điều vô cùng quan trọng nhất là khi anh em đi chơi là anh em phải gạt cái công tắc. Ở đây mình đã ngụy trang mà lúc tăng giảm âm lượng cho anh em này. Đấy, đây chính là cái tia, tia X dây hồng ngoại. Đấy, nó sẽ chụp cái hình ảnh quân vị đến cho anh em. Về ba đen ba trắng nó sẽ dùng một đấy, còn về sấp đôi tứ tưởng sẽ dùng hai anh em nhé. Rất là đơn giản dễ chơi, anh em non tay đều có thể chơi được. Làm quảng cáo mình sẽ để cái máy mili A8 này ra cái bát để cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó. Đấy, khi anh em đúc cái máy này trong người, đấy, thời thợ hay con bạc cáo già không thể phát hiện được. Đấy, nó rung trực tiếp vào da thịt của anh em nhé. Đấy, sóc đánh thử luôn cho anh em này. Sóc này, đấy, đôi sóc này. Đấy, máy mili A8 nó báo rung hai, rung hai bạc chất này, bỏ luôn này. Này, chồng quân máy báo này. Sóc tiếp này. Đấy, máy báo rung một, rung một bạc này, mở này. Đấy, ba đen này, mở. Tôi sắp tiếp đây, thử cho anh em 10 tiếng bạc cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó. Đấy, máy báo rung 2, rung 2 bạc chẵn này nhé, tôi mở luôn này. Này, sắp đôi này, sắp tiếp này. Đấy, rất là ok, anh em liên hệ cho mình qua online trực tiếp mình đặt trên màn hình để nhận được cái sự tư vấn miễn phí này. Bạc lẻ anh em nhé, mở này. Này, bạc trắng này, sắp này. Thì ở những cái tháng trước ra những cái dòng chip thì anh em đi chơi nó rất là nguy hiểm. Mình sẽ ngụy trang trực tiếp vào những cái smartphone nên anh em yên tâm an toàn tuyệt đối. Máy báo rung 2 bật chẵn này, rất là chuẩn chỉ anh em nhé. Đây là cái công nghệ đột phá của cái năm 2021 này. Đấy, máy báo rung 2, rung 2 nó bật chẵn anh em, mở luôn này. Này, sấp đôi này, rất là chuẩn chỉ. Thử thử em vài tiếng bạc luôn. Máy báo rung 2, rung 2 nó là chẵn này, mở luôn. Này, sấp đôi này. Sắp tiếp này, thử cho anh em 1-2 cái bạc nữa này. Máy báo rung 2 nó bạc chẵn anh em nhé. Tôi mở luôn này, sấp đôi này, chồng quần máy báo rất là ok. Đấy, thử cho anh em tiếng bạc cuối cùng này. Đấy, để cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của máy chụp cắt lớp mili A8 này. Đấy, rất là đơn giản dễ chơi luôn. Em cầm máy đi là 100% rồi. Máy báo rung 2, rung 2 nó là bạc chẵn anh em nhé, mở luôn này. Này, để sấp đôi đến tứ tưởng rất là ok. Đấy, vừa rồi mình đã thử đến cho anh em cái độ hiệu quả của máy mili A8 chụp cắt lớp mới nhất của công nghệ 4.0. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của cái máy này. Bát đĩa quân vị cũng không liên quan đến nhé. Bát này, đầu tiên mình sẽ đập bát này. Bát đĩa đi, bát này nó là xanh chín này, bát 5.000 một cặp. Đĩa này, bát đĩa này. Quân vị này xé luôn nên kiểm chứng cho anh em này, xé này. Đấy, quân vị hoàn toàn xanh chín này nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Đấy, ở khu vực miền Bắc anh em qua trực tiếp 27 Nguyễn Hoàng Hà Nội, khu vực miền Trung anh em qua 36 Phạm Văn Đồng, khu vực miền Nam anh em qua 830 Đinh Bộ Lĩnh. Đấy, qua test hàng chuẩn chỉ ưng lấy anh em nhé. Có anh em xa không đi được mình sẽ test hàng chuẩn chỉ sau đó gửi đến cho anh em, anh em nhận được hàng kiểm tra hàng đúng hàng. Chào tất cả anh em, chỉ để đáp ứng được nhu cầu của một số anh em đi đánh sóc đĩa
là không được bát đĩa hoặc là quân vị vào. Thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái siêu phẩm để chuyên áp dụng trong sòng sới lớn này nhé. Đó chính là máy ghi nhớ màu quân K68 được mình bê trực tiếp bên Macau về. Thì anh em lưu ý cái máy này khoảng cách của nó đánh tối đa được 3 mét quay đầu này, đạt tiêu chuẩn công nghệ 4.0, tỷ lệ chuẩn xác lên đến 90%. Mình cam kết với anh em, bảo đảm anh em nhé. Mình sẽ mở hộp luôn cái máy này này. Đây chính là máy K68 này, được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, bao gồm 9 mắt camera dùng để ghi nhớ màu quân, phân biệt chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy này anh em nhé. Khi anh em mua sản phẩm sẽ được bên mình bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Máy này sử dụng bằng sạc điện này, ăn sạc đầy đánh từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ không nói pin anh em nhé. Mình sẽ đi vào thử thực tế này, ở cuối video mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 này. Để video lần này mình giả sử trong sòng sới họ đang đánh quân chắn này. Ở thời buổi công nghệ 4.0 đi bịp rất là khó, đánh thì họ góp vị. Mình giả sử là 4 vị này là của 4 người và một vị này mình chuẩn bị trước từ nhà anh em nhé. Cắt này. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình, qua cầm theo quân vị và bát đĩa để được thử hàng miễn phí anh em nhé. Thì khi anh em đến sòng sới chỉ cần biết họ đang đánh quân vị gì, giả sử họ đánh quân chắn này, em chuẩn bị trước chừng này à. Ở đây công tắc anh gạt khởi động này, và trên này có một công tắc nữa dùng để khởi động 9 mắt camera để ghi nhớ lại cái màu quân sống mà họ đang chơi và phân biệt chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy K68 anh em nhé. Đấy, sau 7 đến 10 giây này sẽ có tác dụng là anh em vứt cái lá này ở nhà đi, chỉ mang duy nhất cái máy này đi chơi thôi anh em nhé. Nên làm quảng cáo mình sẽ để cái máy K68 này và cái bát này cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó anh em nhé. Đấy, khi về mặt ba đen này thu thiếu một quân máy sẽ báo rung 1, khi về sắp đôi thu thiếu hai màu quân này lập tức máy K68 sẽ báo rung 2 kèm theo tín hiệu bán về hai đèn. Đấy, khi về ba đen thu thiếu một mặt quân này máy sẽ báo rung 1, và khi về tứ tử thu đủ màu quân máy sẽ báo rung 2 em nhé. Rất là đơn giản dễ chơi, lẻ rung 1 chẵn rung 2. Mình sẽ sóc thực tế cho anh em này. Xong này, khoảng cách 3 mét anh em đứng trên thả tiền xuống được anh em nhé. Đấy, máy báo rung 2 bạc chẵn anh em nhé. Tôi mở luôn này. Này sắp đôi này, chồng quân hay chồng vị máy đều rất ok anh em nhé. Sóc tiếp này. Đấy, bạc đi anh nhé, bán sạch mặt lẻ. Đấy, lẻ từ ngoài 20, ông làm mở bát chết luôn. Này, ba trắng này. Sóc tiếp này. Đấy, bạc chắn anh em nhé, tôi mở bát luôn này. Này, sắp đôi này, rất là ok. Sắp như 1-2 cái bạc nữa này. Máy báo rung 1, bán sạch mặt lẻ. Lẻ từ ngoài 30 triệu cho em mở bát này. Mở này, này. Vơ chặn không ra mày nhìn nhé. Này, bạc cầu nha, máy báo rung 1, đó là bạc lẻ này. Tôi mở bát luôn này. Này, sau khi tiếng 1-2 cái nữa này, bạc đen, sau này. Máy báo rung 2, tôi bán sạch mặt chẵn, chẵn thùng ngoài 30 triệu cho em mở bát này. Vào này, để sắp đôi này. Thử cho anh em 1-2 cái bạc nữa này, sắp này. Máy K68 báo rung 1, nó là bạc lẻ anh em, tôi mở luôn này. Này, ba đen này, rất là chuẩn chỉ. Okay. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 mới nhất công nghệ 4.0 anh em nhé. Bát này. Bát này. Hoàn toàn là chắc chín anh em nhé. Đĩa này, bát đĩa nó không liên quan. Đấy, 100% quân vị này, quân vị thì họ cũng có góp vị rồi. Mình sẽ thử đến luôn cho anh em này, hoàn toàn là xanh chín anh em nhé. Thì vừa rồi mình đã thử đến cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 ghi nhớ một quân vị mới nhất công nghệ 4.0. Em không chưa tắt đi cho mình. Em nó có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Ở khu miền Bắc em qua số 27 Nguyễn Hoàng Hà Nội, khu miền Trung em qua 36 Phạm Văn Đồng, khu vực miền Nam em qua 350 Đinh Bộ Lĩnh. Qua mang theo quân vị bát đĩa để kiểm chứng về độ hiệu quả của bộ sản phẩm. Em ở xa không đến được, mình sẽ test hàng chuẩn chỉ, sau đó liêm phong đóng gói hàng cẩn thận gửi đến cho anh em. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.